báo đăng. Ngày 29 tháng 5 năm nay, nói ở Đại Liên có một quán cơm thịt bò. Ông chủ này muốn thể hiện thịt bò nhà mình tươi ngon, mỗi ngày đều giết bò ở ngay trong sân để thực khách nhìn thấy đều tin thịt bò này tươi nhất, giết tại chỗ. Cho nên tiệm cơm này rất đông khách, làm ăn phát đạt. Một hôm, như mọi ngày, ông kêu người làm chuẩn bị giết bò, dắt đến hai con bò, một lớn một nhỏ. Cặp bò này là hai mẹ con, đang chuẩn bị giết, cầm dao đến bên con bò con, quay lại, lấy thêm vài công cụ nữa. Ngờ đâu khi người làm đem công cụ đến, nhìn không thấy dao của mình đâu, tìm khắp bốn phía cũng không thấy, hỏi ai cũng nói không biết. Rất kỳ lạ, rõ ràng đã để cây dao bên cạnh bò con, sao lại không thấy? Lúc này ông chủ và người làm nhìn thấy hai con bò, bò con quỳ trước mặt bò mẹ, bò mẹ cũng đang rơi nước mắt. Lúc đó trong lòng họ chấn động. Ông chủ ra hiệu cho người làm, vì họ biết cặp bò này là mẹ con, liền sanh một chút lòng trắc ẩn, muốn giết cũng không thể giết bò con trước mặt bò mẹ, cũng không thể giết bò mẹ trước mặt bò con. Cho nên ra hiệu đưa bò con đi chỗ khác, làm thịt bò mẹ trước. Nhưng khi người làm ôm bò con lên, phát hiện thì ra con dao này được giấu dưới thân bò con. Trong lòng ông chủ vô cùng chấn động. Lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp này, người có mặt tại hiện trường đều biết, đều minh bạch. Thì ra bò con này vì không muốn mẹ mình bị giết, nên đã giấu con dao này dưới thân mình. Nguyện tình thương bát ngát như tâm Phật từ bi, trên mọi nẻo đường đi, trong mênh mông pháp giới, xin vượt qua thù hận, để mãi mãi về sau oan trái chẳng theo nhau, lòng an vui thanh thản. Xin mở lòng rộng lớn như trời đất thênh thang, soi sáng cả mười phương.